Xin chào quý anh chị, em tên là Nguyễn Vũ, đến từ showroom Minh Thanh Phú Mỹ. Hôm nay là đầu tháng 7, em xin giới thiệu về phần giá cả và phần các trang bị của dòng xe Subaru hiện tại được bán tại thị trường Việt Nam. Em đang đứng bên cạnh đây là dòng Subaru Forester. Đây là phiên bản ILA size, là nó là bản giữa của ba phiên bản của dòng Subaru Forester. Hiện tại là giá xe này là đang giá có mức giá là 949 triệu cho năm sản xuất là 2023. Xe này là bản tiêu chuẩn nhưng mà nó sẽ có thêm cụm A-Size, thì nó trang bị nhiều hơn và nó nằm ở vị trí thứ hai là bản giữa. Tiếp theo là em xin giới thiệu bên đây là dòng Subaru Forester, phiên bản cao cấp nhất của dòng xe. Nó sẽ trang bị là cụm A-Size và các trang bị thêm như là cúp điện. Mâm sẽ lớn hơn, hệ thống lái sẽ đầm chắc hơn. Đây là phiên bản A-Size màu trắng. Tiếp theo bên em đây là có cái dòng Forester bản tiêu chuẩn. Đây là màu mới em xin giới thiệu với quý anh chị. Màu này là màu xanh rêu. Phiên bản tiêu chuẩn thì có mức giá là 799 triệu. Nếu mà lăn bánh ở Hồ Chí Minh thì nó tầm khoảng là 923 triệu. Nếu mà quý anh chị cần báo giá thực tế hoặc là hay cần lấy thử tại nhà, xin gọi qua số hotline của em là 0948 179 289 để em hỗ trợ tư vấn nhiệt tình cho anh chị. Xin chào quý anh chị.